Guufood xin chào đến cô chú anh chị. Mình đang ngồi cạnh chú Thành đây. Hai chú cháu đang ở gần bệnh viện ung bú. Tại vì hôm nay đó là Guufood có thăm mấy cháu nhỏ ở đây. Và thêm một việc nữa đó, thì chú Thành cũng có chở khách đi xuống đây, nên là mình nhờ chú Thành có thể là gặp ở đây. Một cái điều nữa đó là có một cái chú mà xem ở trên kênh, chú xem ở trên kênh Guufood rất là lâu rồi, nhưng mà những ngày qua đó thì chú này ở quận 8 chú có xem trường hợp của chú Thành, thì có liên hệ với lại Guufood là muốn gặp chú Thành mà thì chú kia thì sức khỏe không có nên là không có thể nào mà đi lên trên Hóc Môn gặp trực tiếp chú Thành, nên là có hẹn ở Bình Thạnh ở đây, nên là từ nãy thì cái chú quận 8 với lại chú Thành thì cũng có trao đổi nói chuyện chút xíu, và chú quận 8 thì cũng động viên tinh thần rồi cho chú Thành để mà vượt qua những khó khăn. Cũng có một ít quà cũng tặng cho chú Thành. Thì mình xin phép là được ghi hình và trò chuyện đó, nhưng mà cái chú quận 8 thì chú nói là thôi cũng chưa có tiện ở thời gian này, nên là chú đã về rồi. Mọi người rất là nhiệt tình, một lần nữa thì cảm ơn cái chú quận 8. Mình gấp quá cũng không có hỏi tên được luôn á. Chú vô chú hỏi thăm chú Thành chút xíu rồi cái chú đi về luôn rồi, nhưng mà cũng còn lưu số, nên là có gì thì chú cháu sẽ trao đổi thêm. Và về hôm nay nữa đó thì con xin phép được con trò chuyện với chú ha. Dạ, là bây giờ tinh thần của chú như thế nào rồi, những cái video mà con đăng lên đó thì chú với lại gia đình của chú có xem hay không chú Thành? Có, chẳng những xem mà còn chia sẻ cho bạn bè. Thế là thấy rồi bạn bè nó nói đâu mà gặp, may mà gặp được cái YouTube mà bên làm cái hội thiện nguyện nó tốt quá. Thì nói thiệt đó là bây giờ cái tâm trạng của chú đó, sau khi lúc mà bị mất á, rất là tuyệt vọng. Từ khi cái tuyệt vọng nó sinh ra cái tiêu cực, chú mới nghĩ rằng đời của chú không còn gì để mất. Rồi thành chú mới sinh ra cái tiêu cực, chú nghĩ là người tầm bậy. Thì qua được rồi sự động viên của con cũng như một số mạnh thường quân đã giúp tạo điều kiện cho chú có cái xe. Trước tiên là chú rất là cảm ơn thường quân, sau đó là cảm ơn bên YouTube của con đã tạo chú có cơ hội để mà trong cái cuộc sống nó có một cái hướng đi lên tốt hơn và có một cái sự suy nghĩ khác hơn trong cái cuộc sống. Thì biết rằng là trong lúc khó rồi, nhưng mà trong những lúc khó như thế này cái sự giúp đỡ kịp thời đó, nó sẽ giúp cho chú có một cái ý chí vươn lên mạnh mẽ hơn, cũng như ổn định với cuộc sống hàng ngày. Cái chú thật rằng là chú có chú tuyệt vọng quá rồi, là chú mới nghĩ đến cái tiêu cực như vậy. Mà rồi có gặp cái anh ở quận 8 đó, thì chú có hỏi tên mà anh dứt khoát anh giao tên là anh không cho biết tên. Anh nói là của ít lòng nhiều. Điểm thứ nhất, cái điểm thứ hai là anh khuyên là chú là nên bình tâm lại. Giao chào Phật thì không nên làm chuyện những kiếp người. Cha mẹ mình sinh ra mà mình đi làm như vậy thì lại mang tội. Thì chú cũng nhờ nhận thức được qua những lời khuyên cũng như sự động viên của bên con bên YouTube tạo điều kiện cho chú như thế này thì chú rất là cảm ơn vô cùng. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả những mạnh thường quân đã chiếu cố và giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi để ổn định lại cuộc sống trong cái lúc mà gia cảnh khó khăn. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Còn vợ chú như thế nào? Bây giờ tinh thần với lại sức khỏe của cô như thế nào chú? Thì nói chung là vẫn thì cái vết mổ vết thương thì đã ổn định rồi, nhưng mà bây giờ sắp tới là mình có tiền là đi mổ cái ghi nóc ra rồi. Hôm bữa chú nói là mổ cái ghi nóc đó là bao nhiêu? 6 triệu. 6 triệu hả? Nếu mình có bảo hiểm đó, không có bảo hiểm tính 10 mấy triệu. 6 triệu là mình trả tiền mặt cho họ. Dạ, để có những cái chi phí mổ để mà làm bác sĩ đó. Rồi chú dự định là khi nào sẽ thôi bây giờ để là có tiền rồi, bây giờ không có dám nói trước. Thì với lại chú có hỏi thăm thì nói là cái giờ những vết thương đã ổn định rồi thì cái miếng inox nó để lâu trong đó đó, lâu quá thì không tốt, nhưng mà thời gian 2-3 năm thì cũng không có sao. Thì như vậy chúng em cũng hơi yên tâm cho nó, nhưng mà các chị khuyên là nên có điều kiện thì nên lấy ra khi trở trời nó nhất. Sẵn tiện đây á, thì mình xin phép á, là mình tóm tắt lại chút xíu về câu chuyện của chú Thành nha mọi người. Chú Thành chạy xe ôm ở bến xe An Sương là trên 10 năm. Cách đây ít hôm đó thì cũng như mọi thường khi là chú đợi khách, bắt khách ở trong bến xe thì có một cái người đàn ông thì tới để mà yêu cầu chú là chở người đàn ông đó xuống dưới quận 5. Thì trên đường đi hoặc là những cái cử chỉ của người đàn ông này có vẻ là thân thiện hoặc là trao đổi rồi với lại chú, nên là chú cũng nhiệt tình là chú tiếp chuyện. Thì xuống tới quận 5 đó thì ngồi uống nước đồ các thứ, thì không biết trong vòng khoảng chừng vài chục giây gì đó mọi người, thì chú Thành chú không có nhớ được những gì cái hành động của chú, đó là chú đưa cái chìa khóa cho cái người đàn ông đó. Đó thì cái người đàn ông đó thì lấy xe đi, rồi tới giờ thì cái chiếc xe đó mọi người, chiếc xe này á, là chú làm tích góp là rất là nhiều năm, hai vợ chồng làm và mới đi mua góp được cái chiếc xe và trả góp, thì vừa xong chiếc xe trả góp nên là cũng 3-4 năm vừa xong chiếc xe. Chiếc xe đó để mà làm cái nuôi cái cuộc sống cho vợ chồng của chú đó, nhưng mà đã bị lấy như vậy đó thì chú tuyệt vọng, là cũng có những cái ý định là từ giã cái cõi đời này đó mọi người. Đó thì sau khi mà biết được cái thông tin trên như vậy thì mình cũng có đi theo cái bạn hiệp sĩ Tường á, thì lên thăm chú và biết cái cuộc sống của chú á, nên là lên trên đó thì mình có chia sẻ cái video. Và trước mắt á, là cái hôm chia sẻ thì mình cũng có thay mặt mình Thường Quân đó, thì mua cho chú cái chiếc xe chạy tạm để mà chú tiếp tục cái công việc. Đó thì ngày hôm nay thì gặp lại chú ở gần bệnh viện Ung Bú đây để mà chủ yếu là cho cái chú mà ở bên quận 8 gặp chú, tại vì chú ở bên quận 8 muốn gặp trực tiếp chú Thành nên là mình có cuộc hẹn. Rồi thêm nữa thì mình cũng nhờ chú Thành chia sẻ về những cái dự định sắp tới. Thì nó dự định thì theo mình nghĩ mình cũng biết luôn á, là có thể là chú khỏi nói nhưng mình biết là có thể là cho cuộc sống nó tốt hơn, rồi vợ mong muốn là đi làm để mà có tiền để mà lấy cái inox ở trong chân của cô ra, rồi những cái kế hoạch sắp tới thôi, vậy thôi. Còn cái công việc của chú thì chắc chắn là chú cũng phải chạy xe ôm tiếp tục. Hai vợ chồng của chú Thành thì không có con nha mọi người, không có con. Hồi nãy là cái phần quà của cái chú ở bên quận 8 ha, chú Thành. Yeah. Còn riêng ở trên kênh của con thì con vừa mới nhận của chị Mỹ Vân ở Mỹ ha. Chị Mỹ Vân ở Mỹ tặng cho chú 3 triệu đồng. Tặng cho chú 3 triệu đồng để ra nước ngoài được hả con? Ra nước ngoài. Dạ. Cái gì riêng tư của chú mình là lan tỏa đến cộng đồng. Con cũng rất là vui khi mà cô chú anh chị kiều bào tất cả các nơi trên thế giới đó, thì họ cũng đi làm nhưng mà họ cũng nhín chút thời gian đó, họ xem những cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là cái công việc thiện nguyện, những cái khó khăn của bà con của mình ở Việt Nam đó. Đó. Như ví dụ như trường hợp của chị Mỹ Vân ở Mỹ ha, thì con gửi cho chú là 3 triệu nha. 1, 2, 3. Đây là con mới nhận á, rồi con gửi cho chú luôn á. Dạ. Chú để coi thay mặt cảm ơn cô ấy. Dạ. Hôm nay tôi là Thành nè. Trước tiên là tôi có nhận bên em tin con tên Sinh. Em Sinh đã chuyển cô Mỹ Vân. Dạ. Dạ, cho Mỹ Vân đã hỗ trợ những cái cuộc đời cơ nhở, trong đó có tôi là Bình Thành. Thì tôi xin nhận để được 3 triệu và xin chân thành cảm ơn cô Mỹ Vân rất là nhiều, đã thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn, đã cho như vậy. Một lần nữa tôi xin cảm ơn cô vô cùng. Một cái thông tin đó mọi người là hôm bữa mình cũng có nhận hai cái cuộc điện thoại hỏi là nhà cửa chú Thành như thế nào, thì sẵn đây mình trả lời luôn là cái chỗ ở mà hai vợ chồng chú Thành đang ở đó là cái nhà chung của ba má chú Thành trước kia, rồi mất xong rồi để lại căn nhà. Rồi sau đó là những anh em trong gia đình đó, là ở những anh em rồi con cháu rồi những thế hệ đó ở chung một căn nhà để mà tiết kiệm cái khoản tiền mà khi nếu mà đi ra ngoài phải mướn nhà hoặc là nhà trọ rồi đó thì tốn tiền, nên là ở chung với nhau. Cô chú thì không có con, là từ trước tới giờ là không có con hả chú? Con tại vì ban đầu có hư, sau đứa thứ ba đó mới phát hiện ra là u nang buồng trứng, khối u nó lớn quá mới đưa vô tù vũ. Thì lúc đó tụi chú còn làm cơ quan mà, còn nằm trong bụng, khối u nó rất là lớn, Khi vô từ dưỡng mới phát hiện ra khối u đó thì bắt đầu mới mổ. Và khi mổ đó thì chú có động viên, bác sĩ có nói là yên tâm một sẽ có con. Nhưng mà khi mổ ra rồi thì bác sĩ báo là bị triệt sản, là vì cái khối u nó lớn quá, nó bóc tách. Nó bóc tách thì nó chạm vô cái vòi trứng, nó đứt luôn hai vòi trứng. Vì lúc đó thì ba chú có nói là chú là con lớn mà, chú nói là bây giờ là phải có cháu nội nối dõi. Nhưng mà chú có nghĩ rằng là ở đời vợ chồng không có tình thì cũng có nghĩa. Không phải là chú nói tốt cho chú, nhưng mà chú nghĩ gì đàn bà họ đâu có muốn như vậy. Đúng rồi, đâu ai muốn. Ra bây giờ chuyện gì lỡ rồi, giờ ba mà làm mạnh đi nữa thì cô ấy, lúc ba chú còn sống á nha, thì ba chú cũng có tạo làm phản ứng rất là mạnh là muốn xua đuổi cô ấy đi để cho chú lấy vợ khác. Nhưng mà chú nói ở đời cái tình nghĩa vợ chồng nó khác, còn cái chuyện trai gái ngoài đường thì thiếu gì. Thì thôi bây giờ cái chuyện duyên nợ nó vậy vậy, tụi con nó không có số của con, không có con, thôi mình chịu. Nó là ở vậy tới giờ, hôm nay gần 40 năm rồi. 40 năm ha. Con quay lại chút xíu về chuyện mà cái vụ việc cách đây mấy hôm đó. Yeah. Là chắc là không có thông tin gì hả chú Thành? Bên công an á, chú có gọi điện hỏi công an phường 3, quận 5 á. Thì công an nói là yên tâm đi, nếu mà có nhận được cái thông tin gì tôi sẽ báo cho chú. Và chú có gửi cái clip mà chú tách cái thằng Phương Trang đó, cũng là thằng Phương Trang nhờ nó tách ra, chú gửi cho, cũng như đó chú gửi cho con đó. Thì nó lại sẽ nhận dạng, nếu mà được nữa thì tìm kiếm, mà nếu mà tìm ra cái manh mối này sẽ báo cho chú ơi, chú. Vì nói chú yên tâm, động viên vậy thôi chứ không. Chú nghĩ rằng một phần ngàn. Một kim nói biển. Tại vì công an có nói rằng là thằng đó nó không phải là dân ở địa phương ở đó. Mà chú ở, bản thân chú cũng ở đâu tới đó thôi. Thành là khi bà bán cà phê, bà nhìn hai người thấy rất là lạ. Mà bây giờ cái thằng đó thì bà không có nhớ, nhưng lúc mà bà mới nói chuyện với nó là chẳng qua là nó hỏi bà thì bà nói cho nó qua loa thôi, chứ còn thực sự là bà không biết đó là ai hết. Thành ra chú thấy rất là mờ mịt. Đúng rồi, mờ mịt. Coi như là tiếc rằng là cái tài sản của mình, cái công sức của mình. Dạ. Thành ra chú lúc đó có những cái cảm xúc mà chú xúc động quá, để phía trước chú nghĩ thì chú mới tuyệt vọng. Và tuyệt vọng bắt đầu chú mới tiếp tục, chú mới nói thôi chết mẹ nó, sống một đời già cuối cùng vẫn là còn bị ngu để cho chú nó lừa. Mà nó lừa chú là chú chẳng thà đó, nó dí dao hay đi dí súng, chú lấy một cái sơ ý một cái để cho nó uống một cái thuốc hay là cái gì đó mà để nó lấy xe trước mặt mình. Mà cái chìa khóa chú để trên bàn mà nó lấy mà chú không phản ứng. Tới khi cái bà chủ quán cà phê bà mới kêu chú tại sao nó có quen không mà lại đưa chìa khóa cho nó lấy đi. Thì chú mới nói là ủa lấy xe đi rồi mà nó lấy hồi nào, nó hồi nãy có mặt ông thấy ông ngồi ông ngó, nó đi ra chứ đúng chìa khóa rồi ông đứng lên rồi ông lại ngồi xuống có vậy thôi. Thì chú mới nghĩ chú thật vào lúc đó là tuyệt vọng lắm. Nếu mà không có sự hỗ trợ cũng như là giúp đỡ của mấy anh em đồng viên, lúc đó là mấy bên công an á, nó thấy vậy nó mới nói thôi bây giờ nhân phòng á, một hai phải chở chú về nhà, ông không được chở tại vì chú đang hỏi cái hướng đi ra cầu Sài Gòn. Chú nó mơ mơ màng màng, chú cứ tìm nó nên tôi nghĩ tới cái đường ra cầu Sài Gòn thôi. Thì chú mới nghĩ vậy, nó mê anh trong phòng, anh nói là bây giờ đó chú phải chở ông về nhà, ông không có đi đâu được nữa hết. Thì bên công an họ cũng rất tốt, như là phường 3, quận 5 đó, họ thông cảm với họ thấy lúc đó cái tâm thần, cái tinh thần của chú bấn loạn rồi, không còn nói đầu không đầu không đuôi. Điểm thứ nhất, cái thứ hai nói lung tung. Mà lúc đó chú buồn quá thì chú cũng không nghĩ, nó chẳng cần thiết gì tới cái mạng của chú nữa. Cứ thật là như là chú có xem những cái phần bình luận của người xem họ. Dạ. Có chú có coi rồi, chẳng những cho coi rồi chú nói với người bạn bè, với chú, với người nhà đó, đây cái kênh này nó đã tạo điều kiện để giúp cho thiện nguyện rất là nhiều người. Nếu mình bây giờ ảnh nó giúp mình thì mình muốn là thế nào mình cũng chia sẻ những cái này để cho có kênh nó có thêm cái độc giả. Dạ. Và trong đó là chút đó là nói chung là chú rất là mang ơn và cảm ơn con rất là nhiều. Và không ngờ chú hôm nay chú lại được tình cờ lại gặp con một lần nữa. Dạ. Giờ con cho con vô bắt tay con cái này một cái chân tình. Cái cho chú bắt tay với con cái. Đó là cái lời chân tình của chú. Dạ. Trong những lúc mà chú không ngờ bản thân bạn bè nó mới hỏi ủa đâu mà mày gặp được mấy anh đó hay vậy, nó không có tình cờ thôi. Anh gọi với câu là 247 rồi 247 giới thiệu qua, nói bây giờ hoàn cảnh chú đã lớn tuổi, mà hỏi chú bao nhiêu tuổi thì chú nói năm nay 68 tuổi rồi. Cái anh nói em già rồi, bất hoại này con cái đâu bụng nuôi, chú nói không có con. Bây giờ mà xã đi viện vậy đó, chú phải lăn lóc trên đường có kiếm cơm áo gạo tiền hàng ngày. Rồi mấy anh mới nói, như vậy để con giúp cho chú, giới thiệu qua cái kênh YouTube này, anh bạn cũng có uy tín lắm. Thì chú có biết vậy thôi chứ còn người đó chú không có suy nghĩ gì hết, con đùng cái tự nhiên. Con gọi điện, con xuống thăm và xác minh của cô chú. Mừng vô cùng, chú nghĩ không ngờ chú lại có cái duyên của đồng thôi. Sẵn đây thì còn ít phút cuối thì mình xin phép được chia sẻ cho mọi người. Đầu tiên là về cái tài sản của chú. Thực sự là cái công sức bao nhiêu năm của vợ chồng chú mà tích góp để mà mua chiếc xe đó. Thực sự là với lại cái kỷ niệm với lại chiếc xe đó, nên là chú tiếc như vậy, tiếc cái công sức. Cái thứ hai nữa thì mình muốn gửi đến cho mọi người, ví dụ như là trường hợp của chú là có ý định từ giả cái cổ đời, mà sau khi mà mất cái tài sản như vậy thực sự là nó cũng không có nó cũng không có đáng bao nhiêu đâu đối với cái sinh mạng của mình đó. Nên là mọi người hãy nghĩ lại về cái việc mà đi nguyên sinh. Gần đây chú chắc là nếu mà chú là xe ôm, chú cũng có thông tin là ở cầu Bình Lợi, Bình Triệu là liên tục là có những cái vụ có nhiều người nhảy cầu. Đúng rồi, nhảy cầu rất là nhiều luôn mọi người, cứ một hai ngày thôi. Thì thôi thì không phải là vụ việc của chú đây, nhưng mà tất cả những cái gì mà có thể là chưa có giải quyết được hay là những cái vấn đề gì đó, thì nên suy nghĩ lại đi. Nó sẽ có những cái cách giải quyết và thời gian nó sẽ trả lời cho mình những cái gì mà mình suy nghĩ tích cực và làm cái điều tích cực. Thứ hai nữa thì bây giờ nhân dịp là cũng gần cuối năm rồi, thêm nữa thì còn tuần 2 tuần nữa thì tới World Cup nữa nghe chú đó. Mọi người nên là đề cao cảnh giác. Đối với trường hợp của chú Thành cũng giống vậy nha, đề cao cảnh giác. Thì các thứ như con nói ví dụ nha chú, không ai đâu xa như con đây nè, chính là hồi sáng này thôi. Hồi sáng này thôi là kiểu mà mình ở trên gác đó chú, gia đình con ở trên gác đó, rồi cái ở dưới đâu có để ý đâu, với mà ở dưới nhà đã đóng cửa rồi đó. Mà để con để cái điện thoại ở dưới bàn á, là đi vô là lấy cái điện thoại luôn đó. Mà trong khi đó là cái khu con ở là cái khu đó là an ninh, mà gọi là nói chung là an ninh là tuyệt đối luôn đó, mà nhà con lại là ở cuối hẻm nữa đó. Mà trong khi đó lại đi vô từ hồi đó tới giờ mọi người là không có kiểu mà người lạ vô là biết liền à. Mà bây giờ là vậy đó, là đi vô tới cái nhà cuối hẻm mà mở cửa vô, mà vô nhà mình lấy cái điện thoại của mình luôn. Vậy là hết tính để nó cho thành phần bất hảo. Đúng rồi. Bây giờ vậy này chú xin nói cho nè. Dạ. Thôi bây giờ là cái công việc của chú cũng tạm ổn rồi, mà con đã hỗ trợ với chú hết mình. Mà nay nghe tin như vậy thì thôi bây giờ con cho chú hỗ trợ con 1,5 triệu mua cái điều. Không. Bây giờ con đưa cho chú 1 triệu. Dạ không, đó. Con chú là con không có nhận đâu, tại vì cái này là cái món quà tặng cho chú. Có không liên quan gì tới chú hết á. Tại vì con chỉ chia sẻ là việc mà tại vì gần tới đá banh, đá bóng rồi, gần cuối năm rồi thôi. Dạ. Với thấy mỗi người hoàn cảnh thì con cũng không khá giả gì, con đã làm thiện nguyện thì giống như là có nhiều lúc con phải bỏ cái công sức và tiền bạc con ra. Mà chú bây giờ chú nhận được một cái món quà của Mạnh Thường Quân gửi đến, chia sẻ cho chú đâu lúc này chú muốn chia sẻ lại với con đúng không? Biết rồi, con biết, con hiểu ý chú nhưng mà con không có nhận đâu. Dạ, tại vì con còn tính nói với mọi người là với trường hợp của cô chú là ai mà còn mà hỗ trợ cô chú thì Guufood sẽ hỗ trợ hết mình cho mọi người. Ví dụ như là hỗ trợ trực tiếp đến lại vợ chồng của cô chú, mình sẽ gửi cái số điện thoại của cô chú qua cho những ai mà muốn hỗ trợ trực tiếp. Tại vì chú còn những cái điều phải phía trước, ví dụ như là phải phẫu thuật đồ cho cô nữa đó. Thôi thì chú cháu mình chia tay ở đây nha. Rồi con thì hầu như là mỗi tuần hoặc là nhiều khi có những cái lần hoàn cảnh mà ở trên Hóc Môn, Củ Chi đó là con đi ngang bến xe An Sương rất là nhiều. Có dịp thì con đi ngang chú cháu mình uống ly cà phê rồi uống ly cà phê. Rồi nữa đó là chú Thành là chạy ở trong bãi xe bến xe An Sương luôn, ngay cái góc Phương Trang á mọi người. Vừa đi vô cổng bên trái là có Phương Trang, là chú ngồi ngay góc đó, cái bàn hay gì đó. Đúng rồi. Nó thì nếu mà cô chú anh chị gần xa cũng như khán giả trên kênh Guufood mà có xem video, nó có biết trường hợp của chú đó thì đi xe ủng hộ chú. Xin cảm ơn. Nó biết tới chú, thí dụ như con nói thật nha, ví dụ như mình là khách mình đi xuống, mình cũng đắn đo khi mà gặp cái người đối diện là bác xe ôm, nhưng mà hoặc là anh xe ôm, mình đâu có biết tính tình họ như thế nào, nhưng mà khi mà biết chú rồi á thì nó rất là dễ, nó rất yên tâm hơn. Rồi những ai mà kiểu như là muốn không phải là nhờ chú chở mà ví dụ như là đồ hàng mà từ ở dưới tỉnh gửi lên sang Sương, hoặc là có đi ship gì đó, shipper hay là cái gì đó, giao hàng gì đó, thì nếu mà muốn thì mình sẽ gửi cái số điện thoại của chú qua luôn đó, thì trao đổi với nhau để chú chở hàng hóa rồi đó, đó. Xin cảm ơn tụi con rất là nhiều. Dạ. Để có thêm cái thu nhập thôi. Chú cháu mình bắt tay cái nữa rồi kết thúc ở đây nha. Dạ. 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 Chú xin phép con nha. Cảm ơn tụi con nhiều. Dạ. Guufood xin phép được kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở lần sau.